mình cắt để tiền bạc mình cắt kỳ. Rồi, mến chào quý anh chị cô chú nha. Lại là em Hoàng Duy đây. Hiện tại em đang có mặt tại xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì hôm nay em có quay một cái lô đất vườn, diện tích là 2.300 m². Thì cái lô đất trước mặt của mình đây nha. Và chủ nhà báo giá cho miếng đất này luôn là 4.8 tỷ. Ở đầu video thì quý anh chị xem tham khảo luôn ha. Thì quý anh chị vui lòng mà xem hết video để em miêu tả trực tiếp hơn về mảnh đất của mình nha. Thì hôm nay đến thì anh chủ nhà có phát cỏ cho sạch sẽ lại để cho mà thánh mát, dễ hình dung miếng đất của mình hơn. Thì về diện tích thì lô đất của mình có diện tích là 2.300 m², và trong đó có 100 m thổ cư nha quý anh chị. Và bề dài mặt tiền là 30 m mặt tiền từ vị trí cọc này chỉ sang bên kia là 30 m mặt tiền đó. Và hậu sâu về đằng sau là 80 m đó, vuông vức nha quý anh chị. Và đất mình phủ hồng hầu như là 30% rồi, quy hoạch đất ở và quý anh chị có thể lên thổ cư một tí nữa cũng được. Thì đường này cũng là đường thông luôn nha quý anh chị. Đường này là đường đường nhựa mà lộ giới nó tầm khoảng gần 5 m đó quý anh chị. Đó. Thì di chuyển thẳng cái trục đường này thì chúng ta cũng ra được đường Kim Long Bán Lớn nha quý anh chị. Thì ở đây thì nó gần Hồ Kim Long thôi. Đi qua Hồ Kim Long thì khoảng 500 m thôi. Thì di chuyển thẳng con hướng này nữa thì chúng ta cũng về cái đường Kim Long Bán Lớn luôn. Đó. Thì cái khu vực này thì không khí nó rất là mát mẻ, dân cư đông. Thì trụ điện nè, dây điện, dây internet đều có rất là đều có hết rồi nha quý anh chị. Đó. Và xung quanh của chúng ta là nhà dân nè, nhà dân nè. Và khu vực từ đây lên trên kia là rất là nhiều nhà dân và có rất là nhiều biệt thự nhà vườn hiện tại đang làm ra nha quý anh chị. Đó. Cái khu này rất là đẹp luôn. Và chấm đỏ này là vị trí thửa đất của mình trên Google nha quý anh chị. Đó, rất là thực tế luôn. Thì đất của mình nó cạnh Hồ Kim Long luôn. Di chuyển ra mất tầm khoảng 400 m là tới Hồ Kim Long thôi nha quý anh chị. Đây là vị trí thửa đất của mình. Thì thửa đất của mình là nó đối diện cái đường liên xã Kim Long Láng Lớn là trục đường này nha quý anh chị. Thì để ra cái đường này thì ra rất là nhiều con đường, 3-4 con đường, nhưng mà đây là cái trục đường gần nhất. Đây, ra cái trục đường này chỉ ra là đoạn đường Kim Long Láng Lớn đó. Thì về hướng này thì chúng ta sẽ về Ủy ban Nhân dân xã Láng Lớn, về đường Mỹ Xuân Ngã Giao, rồi về Phú Mỹ đó. Và về hướng này thì chúng ta sẽ về chợ Kim Long, về trung tâm thương mại Kim Long, rồi về quốc lộ 56. Thì từ vị trí đất mà về quốc lộ 56 về trung tâm thương mại Kim Long thì chúng ta di chuyển mất tầm khoảng 3 cây số thôi, 5 phút đi bộ thôi. Thì ngay cái trục đường này là cái trục đường quốc lộ 56B. Chỗ đây là gọi là ngã tư quốc tế luôn nha quý anh chị. Trục này là trục quốc lộ 56B. Đó, đây có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè. Rất là gần. Giờ chúng ta di chuyển ra đường quốc lộ 56 rồi nè. Đây là trung tâm thương mại Kim Long nè, trung tâm hành chính Kim Long nè. Đó. Di chuyển về hướng này thì chúng ta sẽ về Xà Bang, về Đồng Nai và về quốc lộ 1A. Còn di chuyển về hướng này thì chúng ta sẽ về thị trấn Ngã Giao, rồi về thành phố Bà Rịa, rồi về thành phố biển Vũng Tàu. Thì chúng ta di chuyển về hướng này nha quý anh chị. Đó. Thì hướng của mình là hướng Tây Nam nha quý anh chị. Hướng của mình là hướng Tây Nam. Đó. Đối diện chúng ta là vườn trái cây nè. Và đây là đất của mình.
thì đất của mình là bàn đường, đất là chắc đất là đất đỏ Ba Giang đó, phù hợp để trồng cây ăn trái nè, đặc biệt là sầu riêng nha quý anh chị. Sầu riêng mà trồng trên đất này thì tuyệt vời rồi đó. Bên kia đường á, quý anh chị thấy đằng sau đất của mình không đó, thấy trụ đèn đường không, đó là đường liên xã Kim Long Láng Lớn nha quý anh chị đó. Hiện tại thì chủ đang phát cỏ đó, cho nó sạch sẽ thoáng mát, vì mùa mưa nó vừa tới, mùa mưa vừa qua cỏ nó rất là lễ lên luôn. Thì anh chủ bây giờ đang dọn dẹp cái vườn mình, thì mình cái ranh giới nó rõ ràng rồi, cắm mốc hết rồi qua nha quý anh chị đó. Bên hàng ranh giới này thì đã rào kiểm gai hết rồi. Thì anh chủ nhà rao bán cái miếng đất này, em xin nhắc lại là 4.800.000.000 đó, cho miếng 2.300 m², sở hữu một cái vị trí nó rất là đẹp luôn, gần hồ Kim Long nè, từ đây mà di chuyển ra ra quốc lộ 56 ra cái đoạn mà trung tâm thương mại Kim Long thì cũng tầm mất khoảng 3 cây số thôi, thì nó cũng rất là gần nha. Trong bán kính là trong bán kính khu vực 2 cây số thì có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó, chợ, trung tâm y tế đó, rất là nhiều dịch vụ tiện ích. Đó, thì quý anh chị nào mà quan tâm tới mảnh đất này thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0367054816 gặp em Hoàng Duy để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị ha. Và cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.